Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Ronaldo với Messi, top 5 khoảnh khắc giận dữ. Cả Ronaldo và Messi đều đang tiếp tục sưu tập các bàn thắng. Mới nhất Ronaldo đã cán mốc 700 bàn, cực kỳ khủng khiếp. Còn Messi cũng chẳng chịu bị bỏ lại quá xa. Hiện tại, Ronaldo cũng vượt trội so với người đồng nghiệp Argentina về số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Ronaldo đang có 93 bàn cho Bồ Đào Nha, trong khi Messi mới có 68 bàn. Đúng là cuộc so kè sát sao giữa hai huyền thoại sống của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, họ cũng không ít lần thiếu kiềm chế khi thi đấu trên sân. Hãy cùng Mr. Zero tổng hợp lại 5 khoảnh khắc giận dữ mất kiểm soát của Ronaldo và Messi nhé. Và thay mặt cho Mr. Zero, Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Nhắc đến Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, người ta thường nhớ đến những bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ hoặc những siêu phẩm khiến tất cả phải ngả mũ. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc chiều lòng người hâm mộ hết nấc, khiến ai cũng phải suýt xoa. Nhìn chung, đó đều là những hình ảnh đẹp và vô cùng thiện cảm. Thế nhưng Ronaldo và Messi không phải thánh sống, họ vẫn có những tình huống khiến người hâm mộ phải bất ngờ hoặc thất vọng. Camera đã không ít lần bắt được những khoảnh khắc xấu xí của bộ đôi này trên sân cỏ. Sau đây chính là top 5 khoảnh khắc giận dữ của Ronaldo và Messi. Đừng sốt nhé, vì chắc chắn clip này sẽ khiến bạn phải bất ngờ đấy. Ở trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại Euro 2016, Bồ Đào Nha đã phải rất vất vả mới có thể cầm hòa Hungary với tỷ số 3 đều sau khi liên tiếp bị đối thủ dẫn bàn. Có lẽ vì tính chất căng thẳng của trận đấu mà không dưới 2 lần, các máy quay ghi được cảnh CR7 nổi điên với người đồng đội Nani. May mắn cho Nani là sau đó Ronaldo đã tự mình lập công để đem về trận hòa quý giá cho Brazil châu Âu. Bằng không, rất có thể anh sẽ phải chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp của đàn anh trong phòng thay đồ. Lionel Messi được biết đến là cầu thủ fair play, dù bị cầu thủ đối phương phạm lỗi nhưng cũng không bao giờ ăn vạ. Vậy mà có lần ngôi sao người Argentina lại phạm lỗi thô thiển như thế này đây. Không chỉ vậy, số 10 phía Barca còn tỏ vẻ mặt vô cùng thách thức. Phải đến khi vị vua áo đen rút ra thẻ vàng thì Mbunga mới lại hỏi thăm nạn nhân của mình vài câu. Đây có lẽ là trận đấu mà Ronaldo muốn quên đi nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình. Đến phút 88, tiền đạo sinh năm 1985 nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi chơi xấu. Có lẽ vì quá ức chế do bị kèm quá chặt mà ngôi sao người Bồ đã có hành vi đá nguội trả đũa hậu vệ Juan Mautit. Sau nỗ lực ngăn thủ môn đối phương phát bóng lên, Messi đã khiến hậu vệ Ronald Rodes nổi nóng trong trận đấu giữa Argentina và Bolivia ở vòng bảng Copa America 2011. Kết quả là hai bên đã to tiếng và còn đấu đầu với nhau. Nếu Esteban Cambiaso không cùng trọng tài chạy đến tách họ ra thì có lẽ đã xảy ra một vụ ẩu đả. Ở trận giao hữu giữa Barca và AS Roma hồi tháng 8 năm 2015, Messi và trung vệ Mapouzan Gamavigua thay vì cố gắng giữ chân lại tỏ ra máu lửa hơn mức cần thiết. Sau khi bị Gamavigua cà khịa, Messi bất ngờ chụp lấy cổ và đẩy rất mạnh vào cầu thủ đối phương khiến trọng tài phải can thiệp. Đây có thể được xem là trận đấu thất bại toàn diện của Ronaldo khi anh mở hàng bằng một pha xúc phạt sở trường nhưng lại hỏng ăn. Đồng đội dù đã cố gắng suốt bồi ngay sau đó cũng thất bại. Chỉ cần nhìn cũng đủ thấy CR7 bực bội như thế nào. Chưa dừng lại ở đó, siêu sao người Bồ tiếp tục cho thấy bộ mặt xấu xí của mình khi hết lần này đến lần khác phạm lỗi thô bạo với đối phương.
Có lẽ trọng tài đã không nhìn thấy hoặc nhà tay với anh chàng. Nếu không, Ronaldo đã phải đi tắm sớm từ rất lâu rồi. Đỉnh điểm chỉ đến ở phút 114, trong một pha tranh chấp thua, Ronaldo lúc ngã xuống đã tranh thủ đá vào mặt tiền vệ Gabi. Không nói cũng biết, chiếc giày đinh thi đấu chuyên nghiệp mà va vào mặt như vậy thì sẽ đau như thế nào. Hỏi sao các cầu thủ và cổ động viên phía Atletico không nổi đó khi chứng kiến tình huống đó. Trọng tài không còn cách nào khác, phải tặng ngôi sao người bồ chiếc vé đi tắm sớm, nếu không có khi nhà ông lại sáng nhất trong đêm mất. Tình huống nóng nảy giữa Messi diễn ra trong trận tranh siêu cúp châu Âu mùa giải 2009 giữa Barcelona và Shakhtar Donetsk. Tiếc nuối vì pha bóng bị Larizosna phá hỏng, tiền đạo người Argentina đã nhảy lên và đẩy mạnh từ phía sau vào mặt đối phương với hậu vệ người Croatia. Messi đã may mắn khi chỉ nhận thẻ vàng thay vì bị trọng tài trút quyền thi đấu vì chơi thiết đầu công với hậu vệ đối phương. Trong trận đấu với Malaga, cây cú vì bị theo kèm quá sát, Ronaldo đã tặng cho Matiliga một cú đánh cùi chỏ búa bổ, khiến hậu vệ cánh trái này bị vỡ xương mũi, phải nghỉ thi đấu đến 3 tuần. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ cho hành vi kém fair play này, ngôi sao người bồ không những không ăn năn mà còn tỏ vẻ bất ngờ với quyết định của trọng tài. Anh cho rằng mình chỉ đang cố gắng thoát ra khỏi sự truy cản của đối thủ mà thôi. Trong trận đấu giữa Real và Cordoba tại vòng 20 La Liga, Ronaldo đã tự tay xóa bỏ đi những ấn tượng tốt đẹp mà khán giả thế giới dành cho mình bấy lâu nay. Có lẽ do bị kèm cặp quá chặt, CR7 có phần ức chế, nhưng anh vẫn không thể thẳng chân đá Edmar Fraga như vậy. Chưa hết, ngôi sao người bồ tiếp tục cự cãi rồi tặng Angel Crespo một cú bạc tai trời giáng. Cuối cùng, chủ nhân 5 quả bóng vàng rời sân với hành động phủi áo hết sức phản cảm. Vừa rồi chính là những khoảnh khắc khi Ronaldo và Messi giận dữ trên sân cỏ. Chắc hẳn nhiều khán giả sẽ không khỏi bất ngờ khi chứng kiến những bộ mặt rất khác của hai ngôi sao hàng đầu thế giới. Nếu bất ngờ với một tình huống nào đó, hãy chia sẻ cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại! But you cut me down. It's wrong.